chùa Tiêu Sơn, nơi lưu giữ xá lợi toàn thân của thiền sư Như Trí. Cách Hà Nội hơn 20 km, trên đường đi Bắc Ninh, có tấm biển lớn chỉ đường về chùa Tiêu, thuộc xã Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh. Giữa cánh đồng mênh mông trồi lên một ngọn núi, đứng từ xa trông rõ tượng thiền sư Vạn Hạnh khổng lồ nhìn về Thăng Long. Chùa Tiêu Sơn nằm lưng chừng núi Tiêu quanh năm cây cối u tịch, phía dưới chân núi là dấu tích dòng sông Tiêu Tương cổ thơ mộng. Dòng sông Tiêu Tương nổi tiếng đã đi vào thơ ca Việt Nam và mối thiên tình sử giữa chàng Trương Chi và Mị Nương. Chùa Tiêu có tên chữ là Thiên Tâm Tự, hay xưa còn gọi là Chùa Lục Tổ, thuộc xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, từ lâu nổi tiếng là danh lam cổ tự. Chùa Tiêu hầu như không bị ảnh hưởng bởi các biến cố lịch sử qua nhiều thời kỳ, giữ nguyên được nét kiến trúc thời Lê, Nguyễn. Xưa kia, nơi đây phong cảnh sơn thủy hữu tình, dòng Tương Giang uốn lượn dưới chân núi Tiêu này đã rời xa, biến thành bờ sôi ruộng mật, xóm làng trù phú. Ngôi chùa được khởi dựng từ thời Tiền Lê, đến thời nhà Lý, Bắc Ninh trở thành một trung tâm Phật giáo Kinh Bắc và chùa là nơi thiền sư Lý Vạn Hạnh tu thiền, giảng đạo và dạy dỗ vị vua đầy huyền thoại Lý Công Uẩn. Đây là vị vua sáng lập nên kinh thành Thăng Long. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Vua Lý Công Uẩn người ở cổ Pháp, Bắc Giang nay thuộc Từ Sơn, Bắc Ninh. Lúc Lý Công Uẩn lên 3 tuổi, mẹ của ông đã ẵm ông đến nhà Lý Khánh Văn để Khánh Văn nuôi lớn. Sau này, cơ duyên đưa ông gặp gỡ với nhà sư Vạn Hạnh ở chùa Lục Tổ, chính là chùa Tiêu bây giờ. Nhà sư Vạn Hạnh thấy đứa bé này không phải người thường, sau này lớn lên ắt có thể giải nguy gỡ rối, làm bậc minh chủ trong thiên hạ nên đã cất công dạy dỗ thành người. Và sau này đã trở thành bậc minh vương khai lập nền văn minh Đại Việt. Nhớ công ơn vua Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư Ninh Bình ra Thăng Long Hà Nội. Tại chùa hiện nay còn lưu giữ bản chiếu rời đô. Nhà sư Vạn Hạnh lúc đó vừa là một nhà tu, vừa là một học giả tinh thông. Ông chính là người đã khai sinh ra nền văn học viết của nước ta. Với ba thể loại văn học đầu tiên, sấm ký, khuyến và kệ. Đặc biệt đây còn là ngôi chùa duy nhất ở Việt Nam không có hòm công đức. Mỗi gian thờ có một người ngồi nhìn khách đến chiêm bái. Có nhiều người đã biết đến thủ tục không đặt tiền lễ, nhưng cũng có nhiều người chưa biết. Người ngồi nhìn khách chiêm bái trong chùa chỉ để ý xem người đó đặt bao nhiêu lễ trên ban. Sau khi người đó ra khỏi gian thờ thì có trách nhiệm cầm gửi lại tiền lễ hoặc chuyển cho nhà sư trụ trì để làm công đức ở những trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi. Theo sư cụ Đàm Chính trụ trì tại đây cho biết, nhà chùa chỉ nhận tiền công đức khi đang xây dựng cơ sở vật chất cho chùa. Khi xây dựng xong thì nhà chùa không nhận bất kỳ tiền công đức của ai, vì khi nhận phải trông coi, không trông coi được sẽ bị đánh cắp. Khi nào nhà chùa xây dựng, cải tạo gì sẽ lại kêu gọi người dân công đức. Trong gian nhà tổ, dưới chân pho tượng chứa nhục thân bất hoại của thiền sư Như Trí, nghi sư Đàm Chính ngồi trầm mặc. Một tay lần chàng hạt, một tay đều gõ mõ lốc cốc, rồi kể rằng: ngày xưa khắp ngọn núi Tiêu cây cỏ rậm rạp, rắn rết lồm ngồm bò đầy núi, nên chẳng có ai dám vào khu vực mộ tháp, nơi đặt xương cốt của các vị hòa thượng. Hồi mới về chùa, có năm mưa gió liên miên, cây cối rậm rạp mọc trùng kín các mộ tháp, nên nhà chùa đã bắc thang trèo lên các mộ tháp để dọn cỏ. Như duyên trời, khi nhà chùa dọn cỏ ở tháp Viên Tuệ thì một viên gạch rơi ra. Nhà chùa cầm viên gạch ghép lại chỗ cũ thì phát hiện có dòng chữ in trên viên gạch: Hòa thượng Như Trí, viên tịch năm 1723, Bảo Thái năm thứ tư triều Lê Dục Tông. Sau này tìm hiểu các tài liệu, thấy tên sư Như Trí đứng thứ 15 trong danh sách các vị hòa thượng đã trụ trì chùa Tiêu, vẫn được chùa cúng thỉnh. Một lần, khi tình cờ nhìn qua khe hở do viên gạch rơi ra, ni sư Đàm Chính ghé mắt nhìn vào và giật mình suýt ngã khi thấy rõ ràng có một người đang ngồi kết già trong tháp. Hoảng quá, ni sư Đàm Chính cầm viên gạch bịt kín lại và chôn chặt chuyện này trong lòng, không kể với bất kỳ ai. Theo các tài liệu còn lưu lại trong chùa, thì
Thiền sư Như Trí là đệ tử nối pháp của Thiền sư Chân Nguyên. Thiền sư Như Trí cùng người thầy Chân Nguyên của mình tiếp nối tinh thần phục hưng dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Theo các tài liệu của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, sau khi mãn duyên độ sinh, Ngài an nhiên trước sinh tử, nhập thất kiết già và để lại nhục thân bất hoại. Theo Ni sư Đàm Chính, nếu không có một sự kiện người chăn trâu mò lên tháp tìm của quý, chọc thủng pho tượng Thiền sư Như Trí, thì Ni sư quyết đem bí mật về pho tượng kia xuống suối vàng. Năm ấy một người đàn ông trong làng khi thả trâu trên núi Tiêu đã mò lên tháp Viên Tuệ với ý định tìm vàng bạc. Gỡ mấy viên gạch ra, ông này nhìn thấy một pho tượng giống hệt một người còm nhom đang ngồi trong tháp. Do tò mò, ông ta đã lấy một cây gậy chọc thử vào pho tượng. Kết quả, ông ta chọc thủng mặt vị thiền sư đã an tọa gần 300 năm trong tháp gạch Diêu Phong. Sau này người chăn trâu bị bệnh trọng, thế là lời đồn thổi về một nhà sư chết ngồi trong tháp rất linh thiêng lan truyền khắp xóm thôn. Biết không thể giấu kín chuyện này mãi, Ni sư Đàm Chính đã báo cáo với Hòa thượng Thích Thanh Từ, trụ trì Thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt. Ngày 5 tháng 3 năm 2004, trước sự chứng kiến của hàng trăm nhà sư, Phật tử và chính quyền địa phương, ngôi tháp cổ đã được khai mở. Và nhục thân thiền sư Như Trí trong tư thế ngồi kiết già đã được rước ra, bị hư hỏng nặng, tay rụng, mắt trái thủng, toàn thân nứt nẻ. Nơi cất giữ tượng ẩm thấp, nước vẫn tiếp tục nhỏ xuống từ các mạch vữa lở lói. Trên tháp có tấm bia nhỏ ghi, đây là Viên Tuệ Tháp, được đệ tử nối pháp của Ngài là Tính Phong, cùng hàng môn nhân, dựng vào mùa xuân năm 1723, đời vua Lê Dụ Tông, niên hiệu Bảo Thái thứ tư. Như vậy pho tượng và ngôi cổ tháp đã có ít nhất 281 năm tuổi. Trên tháp có một viên gạch để tên người ngồi trong tháp là Maha Đại Tỳ Kheo Như Trí Nhục Thân Bồ Tát, tức là trong tháp này có nhục thân của Maha Đại Tỳ Kheo Như Trí. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Cường kể, hồi đang tu bổ nhục thân Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở Chùa Đậu, một tỳ kheo của Thiền viện Trúc Lâm đã đến xem và có ý yêu cầu ông tu bổ giúp một nhục thân nữa. Tuy nhiên, gặng hỏi mãi mà vị tỳ kheo kia nhất quyết không nói đó là nhục thân nào, ở chùa nào. Đến tận năm 2004, sau khi viết xong dự án tu bổ và bảo quản nhục thân thiền sư Như Trí ở chùa Tiêu Sơn và được phê duyệt, tiến sĩ Nguyễn Lân Cường mới có điều kiện tiếp cận với nhục thân vị thiền sư kỳ lạ này. Hầu hết thông tin từ pho tượng nhục thân của thiền sư Như Trí cung cấp cho tiến sĩ Nguyễn Lân Cường cũng giống như nhục thân hai vị thiền sư chùa Đậu. Thiền sư Như Trí cũng tịch trong tư thế ngồi thiền và cũng được các đệ tử phết bên ngoài bằng một lớp bồi gồm đất tổ mối, sơn ta, mùn cưa. Điều khác biệt là trong lớp bồi không có thép vàng, thép bạc, nhưng trong lớp bồi lại có những miếng đồng mỏng có tác dụng đỡ cho nhục thân ngài qua nhiều năm mà không bị gục xuống. Điều vô cùng ngạc nhiên với tiến sĩ Nguyễn Lân Cường khi tu bổ pho tượng táng này đó là ông đã phát hiện ra một khối hợp chất bằng quả bưởi nằm trong bụng thiền sư Như Trí. Ông Cường khẳng định tượng được phủ kín bằng lớp bồi, phía dưới lại có đáy gốm hình tòa sen, do đó khối vật chất này không thể lọt vào ổ bụng được. Tin chắc khối vật chất này chính là nội tạng của thiền sư Như Trí, song ông Cường và các nhà khoa học vẫn lấy mẫu chuyển đến Viện Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia để phân tích. Đúng như dự đoán, kết quả phân tích hóa học cho thấy, hợp chất lấy từ bụng thiền sư Như Trí chính là các chất còn lại của phần phủ tạng. Từ kết quả này, tiến sĩ Nguyễn Lân Cường suy luận rằng, trong bụng của hai vị thiền sư chùa Đậu cũng có khối hợp chất còn lại của nội tạng mà máy chụp X-quang không phát hiện được. Theo lời tiến sĩ Nguyễn Lân Cường, khi mở am tháp, ông đau lòng vô cùng khi chứng kiến thiền sư Như Trí ngồi thiền trong môi trường ẩm mốc. Toàn bộ đục thân của ngài đã bị tỷ tỷ vi khuẩn xâm nhập phá hoại, thậm chí có rất nhiều loại côn trùng, bò sát đẻ trứng quanh ngài. Với sự xâm hại nghiêm trọng của thời tiết, vi khuẩn côn trùng hàng mấy trăm năm, lẽ ra toàn thể nhục thân của ngài đã phải về với cát bụi. Thế nhưng, vì sao ngài vẫn còn nguyên vẹn? Thậm chí cả khối vật chất của phủ tạng cũng vẫn còn nguyên vẹn, câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Cường, chủ nhiệm dự án trùng tu các pho tượng nhục thân thiền sư cho hay, tôi đã đưa hàng trăm đoàn về đây, trong đó có những đoàn quốc tế, họ đều nói với tôi đây là nét văn hóa Việt Nam rất độc đáo.
và tôi hay nhận được thư nước ngoài gửi về xin ảnh và những bài công bố. Điều đó phải chắc chắn có gì hay thì người ta mới xin tài liệu mình. Thứ hai là chỉ ở Việt Nam và Trung Quốc có thôi, trên thế giới chưa có nước nào có. Nó là độc bản quý hiếm trên thế giới, còn với Việt Nam thì cho đến nay chỉ có 4 nhục thân. Cho nên tôi nghĩ đây là một tài liệu vô giá. Sau khi quá trình tu bổ hoàn thành, pho tượng nặng 34 kg, chiều cao tư thế ngồi 78,5 cm, được đặt trong một khám sơn son thép vàng, có hộp kính kín dày 10 mm chứa đầy khí nitơ để bảo vệ. Và được đặt ở nhà tổ chùa Tiêu Sơn, cũng từ đó góp phần thêm cho chùa Tiêu Sơn trở thành điểm đến vô cùng quan trọng của những nhà tâm linh, nhà sử học trong và ngoài nước cùng đông đảo công chúng. Họ đến đây không chỉ vãng cảnh chùa, mà còn để hiểu thêm về giá trị văn hóa ẩn chứa đằng sau pho tượng nhục thân thiền sư, một di sản văn hóa vô giá của dân tộc Việt. Việc tu bổ pho tượng táng nhục thân thiền sư Như Trí đã hoàn thành từ năm 2004. Thiền sư đã trở lại dáng vẻ gần như ban đầu và tiếp tục ngồi kết già trong nhà thờ tổ với sự bảo quản vô cùng kỹ lưỡng của khoa học hiện đại. Ngày nay chùa Tiêu còn được nhiều người biết đến bởi tại đây có pho tượng nhục thân của thiền sư Như Trí. Ngài từng là trụ trì chùa Tiêu Sơn, người có công khắc in bộ Thiền Uyển Tập Anh năm 1715, một bộ sử thiền có giá trị về văn hóa của Phật học tại Việt Nam. Nó ghi lại các tông phái thiền học và sự tích các vị thiền sư nổi tiếng vào cuối thời kỳ Bắc thuộc cho đến thời Đinh, Lê, Lý, Trần, có cả giá trị về mặt văn học, triết học và văn hóa dân gian. Trong bài kệ truyền pháp của chùa Tiêu Sơn cũng có một đoạn nói về thiền sư Như Trí. Minh chân như tính hải, kim tường phổ chiếu thông, trí đạo thành chính quả, giác ngộ chứng chân không. Nửa thế kỷ trở lại đây, ngôi tháp được bịt kín, trông bề ngoài không khác là bao so với các ngôi tháp khác có trong vườn. Theo một nhà nghiên cứu về đạo Phật, thì hệ phái thiền tông lấy pháp vô tướng làm căn bản, hành đạo mà không lưu dấu vết. Việc để lại xác thân của các thiền sư là một cách thể hiện lý tưởng Bồ Tát đạo, để cho người đời sau chứng nghiệm. Có tu là có kết quả, tu kiếp nào thì kết quả hiện tiền kiếp ấy. Tượng thiền sư Như Trí tư thế ngồi thẳng, mắt mở to, tay để vững chãi, chân bắn già. Tuy đã tịch diệt nhưng tinh thần không lìa bỏ thế gian. Bằng xác thân của mình, Ngài như đang dẫn dắt người đời sau đến với đạo một cách chân thực, giản dị. Dòng tượng bó cốt nhục thân các thiền sư không chỉ có ý nghĩa về lịch sử, văn hóa mà còn chứng tỏ những khả năng kỳ diệu của con người. Lần lượt bóc sạch những lớp vỏ bí hiểm của tôn giáo để chứng minh cho một chân lý, có tu thì có đắc. Ngày nay du khách về vãn cảnh chùa không những được hiểu sâu hơn về thiền sư Vạn Hạnh mà còn biết thêm về thiền sư Thích Như Trí, viên tịch 1723, để lại nhục thân còn khá nguyên vẹn trong tháp viên tuệ trước chùa. Thiền sư Thích Như Trí là người có công lớn trong việc sưu tập và in ấn các cuốn sách của đạo Phật để lại cho đời những ấn phẩm quý, những áng thơ hay. Chùa còn lưu giữ tài liệu Thiền Uyển Tập Anh, tác phẩm sử học và văn học có giá trị ghi chép về các vị anh tú trong vườn thiền thời Lý,